Không lấy đại gia, các mỹ nhân Việt này vẫn hạnh phúc viên mãn. Không cần đại gia, nhiều mỹ nhân Việt vẫn có cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Chân dài đại gia là cụm từ đã quá quen thuộc trong showbiz Việt. Dư luận luôn mặc định các mỹ nhân eo thon, dáng đẹp phải đi bên cạnh các đại gia có số má. Thế nhưng, vẫn có không ít các người đẹp Việt sẵn sàng từ chối đại gia để đổi lấy cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc bên các đức ông chồng bình thường. Diễn viên Diệu Hương. Diệu Hương bây giờ đã là mẹ hai con nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung và mặn mà. Có được những điều ấy cũng bởi bên cạnh nữ diễn viên là một đức ông chồng tâm lý, luôn cùng cô quan tâm, chăm sóc và vun vén cho gia đình nhỏ ngập tràn tiếng cười. Sở hữu gương mặt xinh đẹp phúc hậu, vẻ dịu dàng đầm thắm. Vậy nên, ngay từ thời sinh viên đã có không ít các đại gia theo đuổi. Thế nhưng từ chối tất cả, Diệu Hương vẫn đang tự hào về lựa chọn của mình. Diệu Hương chọn người đàn ông đi bên cạnh mình là một người quá đỗi bình thường nhưng có trình độ học vấn và khát vọng lao động chân chính. Và hiện nay, nữ diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và hai nhóc tì đáng yêu. Siêu mẫu Phùng Ngọc Yến là một siêu mẫu được chú ý tại làng thời trang Việt. Phùng Ngọc Yến không kiếm cho mình một người chồng đại gia, nhưng hầu hết những đồng nghiệp chân dài khác. Ông xã của cô là một người không thuộc giới nghệ thuật và đồng thời cũng chính là mối tình đầu của cô. Năm 2010, siêu mẫu kết hôn với mối tình đầu của mình và cũng từ đó cô ít tham gia các hoạt động của làng giải trí mà tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Hạnh phúc của gia đình siêu mẫu thật giản dị là những ước mơ của không biết bao nhiêu chân dài khác. Diễn viên Mỹ Duyên. Diễn viên Mỹ Duyên vẫn được khán giả ưu ái dành cho cái tên người đẹp không tuổi bởi đã ngoài tuổi 40 nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp trẻ trung. Với sắc đẹp của mình, Mỹ Duyên hoàn toàn có thể chọn một người chồng giàu có để làm chỗ dựa vững chắc như nhiều người đẹp khác trong showbiz. Tuy nhiên, Mỹ Duyên lại cho rằng hôn nhân là thứ vốn không thể tồn tại bền vững bằng cách đổi chác. Và nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ chồng cô chỉ là một Việt kiều nghèo, đi làm thuê lĩnh lương hàng tháng nhưng lại rất chu đáo trong cuộc sống gia đình. Ca sĩ Hải Băng sau mối tình ồn ào với bạn trai Tiến Dũng, vào tháng 8 2016, Hải Băng quyết định công khai hẹn hò với Thành Đạt. Tuy nhiên ở mối tình này, cô luôn giữ im lặng để né tránh sự quan tâm thái quá của báo giới. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ gốc Hà Thành đăng hình ảnh mặc váy cưới lên trang cá nhân. Tuy nhiên cô cho biết, chúng tôi chưa nghĩ đến đám cưới, tôi và anh Đạt đã làm tiệc đính hôn từ khi bé Kem được 1 tháng tuổi. Tôi nghĩ sống với nhau có hạnh phúc hay không, quan trọng hơn việc phải tổ chức một đám cưới. Sau những biến cố trong chuyện tình cảm, cuối cùng Hải Băng cũng chọn cho mình một bến đỗ bình yên bên cạnh diễn viên Thành Đạt. Và trái ngọt tình yêu của họ chính là bé Kem vừa chào đời vào tháng 3. Siêu mẫu Kỳ Hân đi ngược lại với số đông, chân dài Kỳ Hân không chọn cho mình một đại gia, mà người cô chọn để đi đến cuối con đường hạnh phúc là tuyển thủ Mạc Hồng Quân. Hiện anh đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Sau nửa năm hẹn hò, siêu mẫu Kỳ Hân đã quyết định kết hôn với chân sút Mạc Hồng Quân. Chuyện tình của cả hai từng làm báo giới tốn không ít giấy mực, khi tuyển thủ vẫn lời qua tiếng lại với tình cũ Khánh Ly trong việc đòi nuôi con. Kết hôn vào tháng 6 2016, trải qua một năm bên nhau, cả hai đang dần chứng minh được tình yêu của mình với một gia đình nhỏ hạnh phúc bên cạnh bé cụ tội kháu khỉnh và đáng yêu. Danh hài Chiến Thắng ly hôn vợ ba sau nửa năm chung sống. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Chiến Thắng và vợ ba không chỉ khiến công chúng bất ngờ mà bản thân danh hài cũng không thể ngờ được. Cuối tháng 12, 2016, danh hài Chiến Thắng tổ chức đám cưới tại quê vợ Phú Thọ. Đây là lần kết hôn thứ ba nên danh hài và gia đình không tổ chức linh đình mà khá lặng lẽ. Bản thân Chiến Thắng và Thu Ngọc, vợ ba của Chiến Thắng, đều tỏ ra khá hài lòng với hôn nhân này. Họ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống khá bình yên và hạnh phúc. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, nam danh hài và vợ ba đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn chỉ hơn sau 6 tháng chung sống. Cụ thể, Thu Ngọc đã rời khỏi nhà Chiến Thắng, trở về Phú Thọ được khoảng 2 tháng nay. Nguồn tin này cho hay giữa Chiến Thắng và vợ ba không hề có xích mích, thậm chí ngay cả khi ra tòa, họ vẫn gọi nhau là vợ chồng rất nhẹ nhàng. Sau hai lần hòa giải bất thành, phía tòa án quyết định xử ly hôn thuận tình cho Chiến Thắng và Thu Ngọc. Thủ tục ly hôn của Chiến Thắng và vợ ba sẽ được hoàn tất vào ngày 30 tháng 6 sắp tới. Liên hệ với Chiến Thắng, ban đầu anh từ chối chia sẻ về sự việc vì không muốn mọi chuyện bị hiểu sai. Phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục, nam danh hài mới xác nhận anh và vợ ba chuẩn bị ly hôn.
Nhân chứng hé lộ hàng loạt tình tiết mới trong vụ Phương Nga. Lần đầu xuất hiện tại tòa, Lữ Minh Nghĩa khai hàng loạt tình tiết mới có thể làm thay đổi cáo buộc Phương Nga lừa đại gia 16,5 tỷ đồng. Những tình tiết lần đầu xuất hiện trong phiên xử Phương Nga. Lữ Minh Nghĩa, bạn trai của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung, sáng ngày 26 tháng 6, lần đầu xuất hiện tại phiên xét xử Trương Hồ Phương Nga, 30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga, năm 2007, với tư cách nhân chứng. Hội đồng xét xử và luật sư của Nga dành nhiều thời gian thẩm vấn anh này về những mâu thuẫn của vụ án. Người đàn bà bí ẩn dẫn dắt lời khai. Trước tòa, Nga và Dung đều khẳng định bị oan, cho rằng lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra có việc nhận tiền mua bán nhà do bà Nguyễn Mai Phương, người quen của Nga và Mỹ, hướng dẫn. Viết sẵn vào tờ giấy A4, những lần gặp bà này bàn chuyện đều có Lữ Minh Nghĩa đi cùng, tuy nhiên hồ sơ vụ án thể hiện Nghĩa phủ nhận điều này. Trả lời tòa, Nghĩa bảo đã khai không đúng sự thật với cơ quan điều tra vì bị ông Cao Toàn Mỹ, bị hại của vụ án, và bà Mai Phương tác động. Anh tưởng nghe theo lời ông Mỹ thì Dung và Phương Nga sẽ được tại ngoại. Như lời ông ta nói, giờ anh cam đoan khai đúng sự thật. Nghĩa cho biết cùng Nga và Dung đến quán cà phê Sài Gòn phố gặp bà Mai Phương nói chuyện liên quan đến ông Mỹ. Thời điểm này, ông Mỹ đã tố cáo họ đồng lõa lừa đảo. Anh nhìn thấy bà Mai Phương đưa cho hai cô gái tờ giấy A4. Tuy không biết nội dung, nhưng trên đường về, Dung nói chị Mai Phương đứng ra dàn xếp mọi việc giúp hai cô. Ngoài ra, Nghĩa còn gặp bà Mai Phương một lần tại quán cơm cùng với Nga và Dung để bàn bạc. Sau khi cơ quan điều tra gửi giấy triệu tập Phương Nga, những lời khai này của Nghĩa không được nhắc đến trong kết luận điều tra và cáo trạng. Nhân chứng nói từng bị đe dọa nếu khai sự thật. Lữ Minh Nghĩa ít nhất hai lần khẳng định bị ông Mỹ tác động nên đã khai không biết mối quan hệ giữa ông này và Hoa hậu Phương Nga. Thực tế, anh sống với Dung như vợ chồng nhiều năm, ở cùng chung cư với Phương Nga tại quận 2. Nghĩa nhiều lần đến nhà Nga chơi và gặp ông Mỹ ở đó. Đầu năm 2014, khi Nga phẫu thuật thẩm mỹ, ông Mỹ cũng đến chăm sóc cô. Tuy nhiên, ông Mỹ đã đề nghị anh không khai tình tiết này với cơ quan điều tra. Theo Nghĩa, sau khi người yêu bị bắt đã rất lo lắng. Nhất là khi được bà Mai Phương cho biết Dung suy sụp có biểu hiện tự hủy hoại bản thân. Còn ông Mỹ bảo nếu Nghĩa tác động với gia đình các bị can khắc phục hậu quả, sẽ bảo lãnh cho Nga và Dung được tại ngoại. Vì quá lo lắng cho người yêu, Nghĩa tin và khai theo hướng dẫn của ông Mỹ và bà Mai Phương. Ngoài ra, Nghĩa từng nhận được cuộc điện thoại của người tự xưng là bạn trai của Phương Nga, đe dọa không được khai có lợi cho Nga và Dung. Sáng tôi lên làm việc với cơ quan điều tra, thì buổi chiều ông Mỹ biết toàn bộ nội dung, Nghĩa nói. Điều tra viên thông cung cho Nguyễn Đức Thùy Dung. Nghĩa khai từng được bà Mai Phương cho gặp điều tra viên, cũng tên Nghĩa, để hỏi về tình hình Dung trong trại giam. Người này còn giúp họ gửi thư qua lại. Tin tưởng bà Mai Phương để chị và ông Mỹ tìm cách lo cho Nga và Dung, Nghĩa đã viết thư cho người yêu với nội dung như bà này hướng dẫn. Theo đó, anh dặn Dung không khai báo linh tinh, không nhắc đến tên những người liên quan. Còn Dung viết cho Nghĩa bày tỏ không biết có nên tiếp tục nghe theo hướng dẫn của bà Mai Phương hay không. Vì sự thật ông Mỹ và Phương Nga yêu nhau, cho tiền nhau, nhưng lại có chứng cứ nói Nga lừa đảo. Thư của Dung viết trên giấy ni lông, còn Nghĩa viết bằng giấy thường. Cả hai người đều cam kết với hội đồng xét xử, những gì khai tại tòa là hoàn toàn sự thật. Nghĩa nói sẽ giao nộp bức thư cho tòa trong phiên làm việc tiếp theo. Ông Mỹ nhờ nhân chứng ký xác nhận có rút tiền. Lữ Minh Nghĩa cũng khai ông Mỹ yêu cầu anh viết hai giấy xác nhận có rút tiền 500 triệu đồng trong tài khoản của Dung. Ngoài ra, ngày 17 tháng 4 2015, ông Mỹ hẹn Nghĩa tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, nói viết hai bản tường trình. Một bản Nghĩa nộp cho cơ quan điều tra, một bản đưa ông Mỹ giữ. Luật sư sau đó cung cấp cho tòa bản tường trình của Nghĩa mà anh đã đưa cho ông Mỹ cầm, song không hiểu vì sao bà Mai Phương có được và đưa cho mẹ của Phương Nga. Phương Nga không còn giữ quyền im lặng. Sau khi nhân chứng Nghĩa xác nhận giữa ông Mỹ và Phương Nga có quan hệ tình cảm, Hoa hậu đã chấp thuận trả lời hội đồng xét xử. Phương Nga nói có 17 lần đi nước ngoài với ông Mỹ, các email về thỏa thuận tình ái phát tán trên mạng là do ông Mỹ gửi cho cô bằng tài khoản. Chúng được lưu giữ trong máy tính và máy ảnh ở nhà cô, song không biết cơ quan điều tra có thu giữ không. Giải thích vì lý do im lặng trong quá trình điều tra, Nga cho biết sợ khai ra sẽ bị cơ quan điều tra hủy hết các chứng cứ. Trước những tình tiết bất ngờ của vụ án, hội đồng xét xử lập tức ra lệnh áp giải bà Mai Phương đến tòa, cũng như Lữ Minh Nghĩa. Bà Mai Phương là nhân chứng của vụ án, được triệu tập trước đó nhiều lần nhưng không đến tòa.
Tuy nhiên đến cuối ngày, bà Mai Phương vẫn chưa xuất hiện. Phiên tòa được tiếp tục vào 8 giờ ngày 27 tháng 6.